Hương Giang. Ngày hôm nay em đến đây ngoài các ngoài tâm thế là một ca sĩ ra thì cũng lâu lâu rồi em chưa ra bài hát mới, tại vì em cũng đang rất là bận cho cái nhiệm vụ của một đương kim. Bấm cái nút phía sau chứ dì thùng cho đứt ra tháo cái mặt nạ cho lên cái. Trời đất ơi Giang, sao bữa nay em như con diều vậy Giang? Em ra em cũng dập diều rồi, em nói chuyện cũng dập diều vậy Giang. Dạ vâng ạ, Diều ơi. Nè, mặc cái trang phục mà thấy nè, y như con diều. Vâng ạ, Diều ơi, Diều bay cao, Diều ơi, Diều bay xa, Diều ơi, Diều bay lên và đến nơi nào thì em nghĩ rằng mình vẫn là một trong những ca sĩ. Diều ơi, Diều đáp đi Diều. Hương Giang. Nói chung là lần thứ hai làm lại thì rất là tốt, nhưng mà mấy bộ phim nghỉ hết rồi. Sao nó chưa bị trèo cổ ha? Cái style cách... Dạ đúng rồi. Nghĩa anh không biết style ha. Đúng rồi. Cái style xin lỗi em trước anh nói cái. Dạ. Cái style của Kay Trần là trẻ pop, K-pop đó. Còn style Hương Giang là wow. Quý lên đơn. Đó. Mà hồi nãy nè, ví dụ đang đi nè, ví dụ đang đi mà có một cái máy công nghiệp, máy quạt công nghiệp á, đang đi nhẹ nhàng. Lỡ người ta bấm cái quạt công nghiệp bạc. Đó. Đó, nói vậy đó. Giang, em cũng quen với hai con người này quá mà sao tự nhiên ra đây hiền lành đến đây chặt chém mình vậy Giang? Có hậu đấu chữ lộn anh. Ngày hôm nay em đến đây ngoài ngoài tâm thế là một ca sĩ ra thì cũng lâu lâu rồi em chưa ra bài hát mới, tại vì em cũng đang rất là bận cho cái nhiệm vụ của một đương kim. Bấm cái nút phía sau chứ dì thùng cho đứt ra tháo cái mặt nạ cho lên cái. Trời đất ơi Giang, sao bữa nay em như con diều vậy Giang? Em ra em cũng dập diều rồi, em nói chuyện cũng dập diều vậy Giang. Dạ vâng ạ, Diều nè, ơi. Nè, mặc cái trang phục mà thấy nè, y như con diều. Vâng ạ, Diều ơi, Diều bay cao, Diều ơi, Diều bay xa, Diều ơi, Diều bay lên và đến nơi nào thì em nghĩ rằng mình vẫn là một trong những ca sĩ. Diều ơi, Diều đáp đi Diều. Không, bây giờ nghiêm túc lại nè, bây giờ anh hỏi nè, tại sao càng ngày càng đẹp vậy? Hỏi em vì sao lại đẹp thế đúng không? Hỏi như thế thì không khác gì hỏi vì sao Trấn Thành và Trường Giang lại diễn hài hay đúng không anh? Vũ Hoa Hậu mà hỏi vì sao đẹp thì cũng thật là không có hợp lý lắm. Tức là ý của em nói cái việc em đẹp nó là chuyện hiển nhiên đúng không? Nó hiển nhiên giống như tại sao anh nghĩ lại đeo kính màu đỏ vậy đó. Đấy, tự nhiên lắm. Tự nhiên cái nhìn con người hoàn toàn khác. Mình nói dĩ dở, ví dụ như Hương Giang bình thường mình nói chuyện thoải mái vui vẻ. Tự nhiên giờ cảm giác giống như đang nói chuyện với một quý bà, một bà hoa hậu nữa đó, mình không dám nói. Nó vừa ghẹo bà cái chuyện giờ trời, bà là hoa hậu đó. Thôi đi về giùm đi. Ủa về đâu anh? Về đâu kệ. Con nhỏ nói nè. Có là Hương Giang idol hay là hoa hậu đi chăng nữa thì quan điểm của mình nó vẫn là không thay đổi đúng không ạ? Một nước không thể có hai vua, nhưng một đội vẫn thể có hai Giang. Em về với chồng em. Anh piu piu, anh hát thử một đoạn dân ca chúng tình. Ôi chồng gió đấy, chồng gió đấy, chồng gió cao đấy. Không khó anh mà hát thì chắc là chương trình cắt sâu luôn từ bây giờ đấy. Thì em nghĩ không hay, tại vì nghe giọng có vẻ hơi mỏng ấy ạ. Thực sự cái người hát dân ca thì mặc dù giọng cao gió nhưng mà không, em nghe nó vẫn phải có cái cũng có rất nhiều ca sĩ hát nhạc trẻ giọng vẫn mỏng. Thùy Chi đấy, không liên quan Giang ạ. À, giọng mỏng thì vẫn là mỏng nhưng mà hát hay thì vẫn là hay em nhá. Cái khẩu hình á, gì khẩu hình không có giống người hát hay, bởi vì em thấy mình ví dụ hát dân ca là khẩu hình họ rất là chỉnh chu á. Em có biết là vào chương trình này là có 3.652 người
Được mời từ Lhasa về là chỉ để mà dàn dựng cho em thấy là không phải những gì em thấy không? Ô thế à? Giang ơi, em từng tham gia một lần rồi đúng không? Diệu ơi, Diệu bay đi. Các chị bay cao quá, đôi quên mất. Tất cả những cái sự kiện mà trước khi em trở thành hoa hậu nó không tồn tại nhiều trong đầu em. Em một lần nữa lại khẳng định là bạn ấy hát cũng được. Nói chung là chị nghe em hát được á, không đến nỗi đâu. Rồi còn cái sao, đội tôi đây, đội tôi nói như thế nào? Anh này á, đầu tiên là concept của anh ấy là từ nhà ra phố này. Nghĩ là ở quê là anh ấy là rất là, đúng không? Nhẹ nhàng này, mộc mạc. Anh ấy lên trên này thi thì anh ấy đầu tư ăn vận hết các thứ. Thì hình ảnh này thì em thấy là hợp với anh ấy hơn. Thì khi mà mình có cái sự đầu tư như thế thì sau đây thì hát không hay. Tại vì sao? Xăng anh này, anh ấy dính vào nhau. Cái khẩu hình như vậy này thì sẽ rất khó để hát sao nó tròn vành đó chứ. Nhiều khi hát hay mà cố tình làm thế đấy. Không, người hát hay người ta cố tình đi chăng nữa thì người ta cũng khó mà giấu được cái khẩu hình đấy. Thế giống như cái cách nói chuyện của anh đó. Và em thấy là có vẻ như là đấy là cái hàng ngày chứ không phải cái anh cố tình đâu. Này, từ nãy giờ là các bạn để ý nhá, anh này rất gian. Anh liếc liên tục à. Không cần nói nhiều, hát hay. Tại sao? Tại ta vì sẽ á, khẳng định như vậy. Bởi vì anh biết sao không? Sao? Chưa nghĩ ra. Sao đấy? Hồi nãy á, hồi nãy Hương Giang nhìn cái người khác, cái anh mà bưởi thì Hương Giang nói là cái răng không chịu hở ra à. Thì đó không hay, nhưng mà cô này lại là không chịu hở răng và biểu diễn một cách hời hợt cho nó xong có quay hình đi. Chứ cô này hát hay đó. Không, nhưng nói thiệt nha, cô này á, mặc dù cô đeo cái mặt nạ và cô ấy làm cái bánh mì, nhưng mà anh biết cái quan trọng không? Cô toát ra một cái gọi là cái thần thái. Ở cô toát ra một cái gọi là một cái thần thái của cái người tự tin, của cái người mà sẵn sàng cất lên giọng hát. À không không không, anh thì không nghĩ là dạng tự tin đâu, mà cái dạng là kiểu như là nghệ sĩ tính á anh. Mình không thích là một nhân vật khác. Hiểu cái cảm giác đấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Tôi rồi. Chỉ có hát thôi này, đừng bắt tôi bánh mì rồi các kiểu rồi dịch bột các cái kiểu này, tôi không thích nhá. Em lại đồng ý với anh. Anh lại đồng ý nữa. Không, không thật sự, bởi vì là mình lại là ước mơ là mở tiệm bánh mì. Nhưng mà thật sự là bạn này làm bánh mì mà là thật sự làm thế thì quá chậm, mà lúc mà cứa bánh mì cái hành động đấy nó rất là hời hợt. Ai mà nhào bột mà xấu như bài. Đúng rồi. Đây là cái bánh mà nướng ra thì nó ra cái gì nhỉ? Hãy cùng chào đón nữ ca sĩ Hương Giang. Và Đại Dương. Chào em Giang. Em bị chí hả? Em sao mà em phải lắc dữ vậy? Không phải, cứ mỗi lần Hương Giang mà được xuất hiện trong một cái chương trình nào đó thì bao giờ cũng có cảm giác như là thi Hoa hậu Hoàng Vũ vậy đó. Có, tại vì là nhiều khi mình rất là quý trọng cái cơ hội của mình được lên trên hình đó anh. Nhiều khi nếu mà mình đi bình thường thì có thể mọi người sẽ không tập trung. Em nghĩ là nếu mà lắc như vậy thì tất cả góc máy sẽ bắt được em. Cái lắc như vậy á, mình mới bị nhòe cái hình, không ai thấy mình đó em à. Không vậy hả chị? Phải cho em lại một lần ha. Thử lại đi. Em lắc y như vậy mới là phong cách của Hương Giang, nhưng mà với tốc độ chậm. À ok ạ, dạ lại ha. Hương Giang. Nói chung là lần thứ hai làm lại thì rất là tốt, nhưng mà mấy bộ phim nghỉ hết rồi. Sao nó chưa bị trèo cổ ha? Em không thích về nhà chị đâu đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà thôi được rồi, không cần phải nói nữa đâu em. Rồi nhân về nhà chị. Em rất thích ăn ốc. Tuy nhiên là đội chị không chỉ có mình chị, mà lại còn có cả người kia nữa. Mà thực sự thì một nước không thể có hai vua đúng không anh? Đúng rồi. Một đội không thể có hai giang được chị à. Thôi em đừng về nhà chị, em thích ăn ốc em ăn luôn. Nguyên con thì sao? Thì thôi mời chị không Nhân cho em về ăn đội đâu. Ốc Nhân còn về đây chị cho em ăn ốc hả? Nguyên Giang.